Huyền sử trăm pa được sáng tạo bởi phù thủy thời trang Lê Long Dũng, nhà thiết kế nổi tiếng gắn liền với những bộ quốc phục cầu kỳ, đồ sộ được các hoa hậu và người mẫu nổi tiếng trình diễn ở nhiều cuộc thi, sàn diễn trong và ngoài nước. Mẫu thiết kế ngoại trang lần này được nhà phát hành VNG Donny đóng giày cho tựa game võ lâm truyền kỳ mobile. Nhà thiết kế Lê Long Dũng, cha đẻ của bộ ngoại trang Huyền sử trăm pa. Trọn bộ ngoại trang này gồm 4 mẫu thiết kế tương ứng với 4 nhân vật trong game gồm Nam Cường Chán, Nam Tiêu Chuẩn, Nữ Tiêu Chuẩn và Nữ Lô Ly. Cùng nắm bộ ảnh, hiện thực hóa của mẫu thiết kế ngoại trang độc quyền này thông qua mạng hóa thân của những người mẫu nổi tiếng nhé. Quán quân Việt Nam Sernet Top Model 2015 Hương Ly mang đến vẻ đẹp huyền bí trong thiết kế diễn sử Trampa. Trang phục Hương Ly diện tương ứng với kiểu hình nữ tiêu chuẩn trong game. Người mẫu Hương Ly đã thể hiện được những điệu múa với cánh tay công đặc trưng của hình tượng tiên nữ Apsara, tạo nên vẻ đẹp độc đáo của nghệ thuật Champa. Nhiều người nhận xét, các động tác múa Apsara tạo nên một hình khối cân đối và chặt chẽ, tư thế uống lượng mềm mại của các vũ nữ gợi lên sự cuốn hút đặc biệt cho người xem. Ngắm nhìn điệu múa của nàng diễm sử, bỗng gợi lên bên tai tiếng chống ghi năng hòa cùng tiếng kèn Saranai, mang người xem về không gian lễ hội rộn ràng của miền văn hóa xưa. Trong khi đó, với bộ trang phục kiều sử Champa, Á quân thề phai 2018 Quỳnh Anh tái hiện hình ảnh thiếu nữ chim thành duyên dáng, uyển chuyển với eo lưng thon thả, cuốn hút nhưng vẫn toát lên thần thái kiêu hãnh khó cưỡng. Hình tượng của cô tương ứng với kiểu hình nhân vật loli trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile. Mỗi động tác trong điệu múa Apsara của người trăm đều mang ý nghĩa riêng. Ví dụ đặt cánh tay ngang ngực ý nghĩa là hạnh phúc, khi tay trái hướng ra sau, tay phải nắm lại trước ngực với ba ngón tay hướng lên ngón chỏ chậm ngón cái đây là biểu tượng hình ảnh rắn naga trong văn hóa trăm với mẫu thiết kế nam, từng đường nét hoa văn, họa tiết và các phụ kiện đều được nghiên cứu tỉ mẩn để làm toát lên sự uy dũng và sức mạnh của những vị thần. người mẫu Long Lê với bộ uy sử trăm pa đã toát lên vẻ cường tráng, mạnh mẽ của đấng nam nhi lẫn hình tượng nhân vật tương ứng trong game. voi được biết đến là linh vật trong Ấn Độ giáo là vật cưỡi của thần Indra, thần sấm sét thần chiến tranh hay thần hộ mệnh gọi chung là di Capala. chính vì thế song hành với việc tôn thờ voi theo giáo lý tôn giáo người trăm còn coi voi là bạn hoặc ân nhân của con người hình tượng voi cũng biểu thị cho sự độc lập và mạnh mẽ thường được sử dụng trong các tác phẩm tượng phù điêu họa tiết trang trí của người trăm pa cuối cùng là mẫu thiết kế hùng sử trăm pa tương ứng với kiểu hình nam tiêu chuẩn do người mẫu diễn viên trịnh xuân nhãn thể hiện vẻ đẹp nam tính dáng giỏi kết hợp cùng kết cấu trang phục công phu, đặc biệt là hình tượng hào quang cách điệu sau lưng đã thể hiện sự uy lực của hình tượng vị thần. Quyền sử trăm pa là thiết kế ngoại trang thuần Việt thứ hai được VNG thiết kế độc quyền cho tựa game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile. Trước đó, bộ hồn thiên đất Việt ra mắt vào năm 2018 đã gây tiếng vang và nhận về nhiều đánh giá tích cực. Ra mắt cùng phiên bản Bách Chiến Xung Thiên, hiện bộ sưu tập huyền sử trăm pa đã có mặt trong game kể từ ngày 20 tháng 7. Người chơi võ lâm truyền kỳ mobile có thể nhanh tay sở hữu ngay mẫu ngoại trang thuần Việt độc quyền này đến hết ngày 29 tháng 7 năm 2021. Tại game Vlatica Mobile tại https 2 2 go onen me cover 7 3 b 2760 fg Trang chủ Vlatica Mobile http 2 2 vlm dinh vn Tham gia cộng đồng VLTK Mobile, https 2 2 vdvdvd facebook com vlm dinh vn